mọi người, hôm nay Lan sẽ chia sẻ về chủ đề lộ trình tự học TOEIC cho tester. Trước khi bắt đầu video thì mọi người nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ Test Mentor nhé. Ở trên màn hình thì Lan đã chuẩn bị các cái bước để mình có thể tự học TOEIC. Bước 1 là đánh giá trình độ hiện tại, bước 2 là xác định mục tiêu, bước 3 là tìm tài liệu học phù hợp, bước 4 là lập kế hoạch học, bước 5 là luyện nghe, bước 6 là luyện đọc, bước 7 là làm bài tập và ôn luyện, bước 8 là kiểm tra lại và đánh giá. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng cái mục, từng bước một làm sao để cải thiện cái kỹ năng của mình thông qua việc học tự học TOEIC. Đầu tiên là đánh giá trình độ hiện tại. Thì trước khi bắt đầu học TOEIC thì các bạn nên làm những cái bài thi thử online trên mạng để các bạn biết là cái khả năng của mình đang ở đâu, mình yếu ở chỗ nào để mình cải thiện những cái phần đấy. Giống như là bạn muốn đi bộ trong vòng 5 cây số trong một thời gian, ví dụ là 30 phút chẳng hạn, thì bạn cũng nên đi thử lần đầu tiên xem là trên cái quãng đường 5 cây đấy thì của mình thì là đi mất bao lâu, để mình có những cái kế hoạch phù hợp. Ví dụ mình muốn lần đầu tiên mình đi mất khoảng 40 phút chẳng hạn, thì lần sau mình sẽ đi nhanh hơn 1 phút. Ví dụ như là lần 2 mình sẽ đi cố gắng là hết 39 phút thôi. Dần dần thì mình sẽ đạt được cái thời gian mà mình mong muốn, mình cải thiện nó dần dần. Thứ hai là xác định mục tiêu. Thì dựa trên cái kết quả đánh giá thì bạn đã xác định được mục tiêu của mình cho cái kỹ năng TOEIC. Mình có thể đặt mục tiêu theo cái điểm số của TOEIC chẳng hạn. Ví dụ như là bạn đang có TOEIC 450, bạn muốn nâng lên một cái điểm thang điểm mới, ví dụ là 650 chẳng hạn, thì cái đấy cũng là một dạng mục tiêu. Hoặc là đơn giản là bạn chỉ mong muốn là cải thiện cái kỹ năng nghe của bạn, làm sao để hiểu được cái người khác nói, thì bạn sẽ tập trung hơn vào các kỹ năng đấy. Hoặc là có bạn thì yếu về kỹ năng nói chẳng hạn, thì bạn sẽ đặt cái mục tiêu là làm sao để nói nó trôi chảy hơn này, và các cái từ nó nói chính xác được nhiều hơn. Ví dụ như là máy nó nhận, thì đấy cũng là một cái cách để mình chấm xem là mình cải thiện được bao nhiêu phần trăm. Bước 3 là tìm tài liệu học phù hợp. Thì trên mạng thì có rất là nhiều các cái tài liệu mà mình có thể search ở trên Google hoặc là YouTube miễn phí, và cũng có những khóa học ở nước ngoài mình có thể search ra được, mình có thể tìm ra được các nội dung liên quan. Mình nên đọc các tài liệu tiếng Anh liên quan đến kiểm thử phần mềm, thì giúp cho tester ấy, có thể áp dụng luôn những kiến thức đã học vào trong cái công việc của mình để mình nhớ hơn và nó cũng hữu ích hơn. Bước thứ tư là lập kế hoạch học. Thì tùy theo kế hoạch của từng bạn, mình có thể lập theo một cái lịch trình cụ thể, phân bổ cái thời gian hợp lý cho việc học. Ví dụ như đặt mục tiêu khóa ngắn hạn, dài hạn, và xác định bài học mình cần học và các cái bài học mình cần hoàn thành trong vòng mỗi tuần. Đảm bảo rằng là bạn dành ra ít nhất được 30 phút trên một ngày để ôn luyện TOEIC. Bước 5 là luyện nghe. Thì các bạn tập trung vào kỹ năng nghe tiếng Anh, các nghe các bài TOEIC ở trên mạng và thực hành các bài liên quan đến kiểm thử phần mềm, tìm hiểu về các cái thuật ngữ và ngữ cảnh của liên quan đến kỹ thuật phần mềm chẳng hạn, thông qua việc nghe các bài học và làm bài tập thực tế. Luyện đọc thì mình có thể lên mạng tìm các cái bài đọc văn bản liên quan đến kiểm thử phần mềm để cải thiện kỹ năng đọc của bạn. Hoặc là trong công việc thì các bạn có thể đọc những cái mô tả trong cái user story bằng tiếng Anh để các bạn có thể hiểu hơn, hoặc là chỗ nào từ nào mình chưa hiểu ấy, mình có thể lốt lại để tìm hiểu về mặt ý nghĩa, rồi các cái từ liên quan mình học nó sẽ tốt hơn. Bước 7 là mình sẽ làm bài tập và ôn luyện. Thì thực hành làm bài tập TOEIC thì sẽ rèn luyện kỹ năng và làm quen với cấu trúc và các loại câu hỏi trong cái bài thi TOEIC. Ôn tập những cái ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng để làm bài, nắm vững các cái cách để giải quyết các dạng câu hỏi của TOEIC. Tức là giống như mình muốn là đi bộ chẳng hạn, thì mình cũng cần phải tập luyện và làm nó hàng ngày, thì dần dần nó sẽ trở thành thói quen và kỹ năng. Gần như là bạn sẽ không cần phải cố gắng quá nhiều,
Tất nhiên là giai đoạn đầu tiên thì nó sẽ rất là khó khăn, bởi vì là các bạn đang hình thành một cái thói quen mới. Thì theo nghiên cứu thì sau 21 ngày, nếu như bạn rèn luyện một cái hành động lặp đi lặp lại trong vòng 21 ngày thì dần dần nó sẽ hình thành được một cái thói quen mới, cũng như là cái cách bạn loại bỏ những cái thói quen xấu thì cũng tương tự như thế. Bước 8 là kiểm tra lại và đánh giá. Thì bạn nên thường xuyên kiểm tra lại, đánh giá kiến thức của mình về lộ trình tự học, và mình sẽ quay lại những cái bước từ bước 1 đến bước 8 để đảm bảo là bạn biết là bạn cải thiện được bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như là sau 1 tháng học, 2 tháng học, 3 tháng học thì mình sẽ có những cái thống kê để mình biết được là mình có cải thiện được kỹ năng so với trước đây không và được bao nhiêu phần trăm. Thì ở đây Lan muốn giới thiệu cho mọi người về một cái link học qua YouTube. Đang mở trình duyệt. Link học qua YouTube cái series về English as Work thì nó rất là phù hợp cho công việc của các bạn. Nhân vật thì trong English as Work thì có bao gồm là Anna, là một ví dụ bài đầu tiên là bạn ấy chuẩn bị để đến cái buổi phỏng vấn này. Rồi có sếp là Paul, có những người đồng nghiệp như là Denise. Sẽ qua các tình huống ấy, thì các bạn sẽ học được rất là nhiều các cái kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng tiếng Anh để trong cái tình huống đấy các bạn nên nói như thế nào, diễn đạt cái ý của mình như thế nào trong một cái tình huống cụ thể, những cái rắc rối mà cô Anna gặp phải. Thì ở đây thì series English Sbook này các bạn hoàn toàn có thể là tìm ở trên mạng nhé. Bạn cứ vào gõ YouTube là English Sbook BBC. Đấy, thì nó sẽ ra được một cái series và mình sẽ học lần lượt từ từ một đến các cái video nhiều hơn. Thì Lê Lan hay dùng phương pháp là mình nghe sau đó là mình sẽ nhại lại cái cách mà họ phát âm ấy, cô online cô nói chuyện rồi ông pause nói như thế nào để mình có thể là học cách người ta diễn đạt hoặc mô tả trong tình huống cụ thể qua từng video, và cũng học được các cái cấu trúc. Mình sẽ tìm ra những cái cấu trúc và những cái các cái từ slang ấy, trong mỗi video để mình có thể học được. Thì Lan thấy là sau một thời gian thì khoảng chắc là 3 đến 6 tháng thì cái khả năng phát âm tiếng Anh thì cũng đã cải thiện hơn so với trước đây. Khi mà Lan họp với các bạn bên nước ngoài thì Lan hay bật hay dùng Teams và bật cái tính năng là có nhận diện về ngôn ngữ. Thế là khi mà Lan nói thì Lan cũng để ý luôn xem là cái phần các cái từ mà Lan muốn diễn đạt thì khi mà team mà nó có nhận ra cái đúng chính xác cái từ đấy không. Từ nào bị sai thì Lan sẽ ghi lại và tập luyện phát âm cái từ đấy để lần sau nói được tốt hơn. Thì đấy là lộ trình tự học TOEIC cho tester. Và nếu mà học một mình ấy thì các bạn sẽ rất là dễ nản. Thì mình có thể học theo nhóm, một số những cái bạn như là đồng nghiệp ở công ty chẳng hạn, mình có thể tận dụng cái thời gian rảnh rỗi, ví dụ như là thời gian buổi trưa sau khi ăn cơm xong thì các bạn có thể học 30 phút hoặc là 1 tiếng cùng với nhau, và mình hoàn toàn sử dụng tiếng Anh ấy, thì mình có thể tập được cái phản xạ tiếng Anh lúc lúc mà mình họp hành hoặc là ai đấy người nước ngoài hỏi mình chẳng hạn, nhưng đơn giản họ hỏi đường hoặc là họ gặp vấn đề gì đấy thì mình có thể giúp đỡ họ. Cái đấy cũng Lan cảm thấy rất là tự hào, tại vì thi thoảng gặp các bạn Tây nước ngoài, thi thoảng các bạn hỏi đường hoặc là các bạn gặp vấn đề gì đấy thì mình có thể hỗ trợ. Cái đấy thì cũng thể hiện là người Việt Nam rất là thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ các bạn nước ngoài khi các bạn đến Việt Nam. Như vậy là Lan đã giới thiệu về 8 cái bước mà mình có thể tự học TOEIC cho tester. Ngoài những cái chứng chỉ TOEIC thì có các chứng chỉ theo chuẩn khác như là IELTS, thì cái đấy là tùy các bạn có thể chọn theo lộ trình
nào mà phù hợp với công việc cũng như yêu cầu của các bạn. Như Lan thì Lan tự học TOEIC, mục tiêu thì để nghe nói được tốt hơn, cải thiện trong vấn đề học hành, và lúc mà viết những cái báo cáo lỗi cho các bạn đáp. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video và đừng quên cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Tạm biệt mọi người.